Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 27 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Chân dung 8 cặp đấu vòng loại trực tiếp Euro 2024. Toàn bộ 8 cặp đấu ở vòng 1/8 UEFA Euro 2024 đã được xác định. Có thể thấy rất nhiều đội tuyển mạnh đã tụ chung về một nhánh tử thần. Đầu tiên, cặp đấu Tây Ban Nha và Georgia. Đức sẽ đối đầu với Đan Mạch. Bologna đối đầu với Slovenia. Pháp gặp Bỉ, một cặp đấu rất hay và căng. Romania sẽ gặp Hà Lan. Áo đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Và Anh gặp Slovakia. Cặp đấu cuối cùng là Thụy Sĩ với Ý. Vòng knockout Euro 2024 đã xuất hiện nhánh đấu tử thần với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Đức, Bologna, Pháp và Bỉ. Ngoài đại chiến giữa Pháp và Bỉ, các đội bóng tên tuổi đều gặp những đối thủ tương đối dễ chịu ở vòng 1/8. Nếu các đội bóng lớn giành quyền vào tứ kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đại chiến thực sự hấp dẫn giữa những nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Tân binh Georgia đã gây bất ngờ khi tiến vào vòng knockout ngay ở lần đầu tiên tham dự Euro. Trong khi đó, thì Áo được xem là ngựa ô giải đấu lần này khi giành ngôi nhất bảng D, xếp trên cả Pháp và Hà Lan. Các trận đấu ở vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Nhà đương kim vô địch Italia là đội ra quân đầu tiên với trận gặp Thụy Sĩ vào ngày 29 tháng 6. Nhánh dưới của Italia dễ hơn nhiều với chướng ngại lớn nhất là đội tuyển Anh. Nếu lọt đến vòng bán kết, đối thủ tiềm năng chỉ nằm trong nhóm Hà Lan, Romania, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Những đội tuyển không được đánh giá cao về khả năng lên ngôi ở giải đấu này. Vòng tứ kết diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 7. Trận chung kết Euro năm nay sẽ được tổ chức tại sân Olympic Berlin vào ngày 15 tháng 7. Ronaldo mất trắng quả pen. Sau trận thua sốc Georgia, huấn luyện viên Roberto Martinez cho rằng đáng ra Bologna phải được hưởng quả penalty ở tình huống Ronaldo bị phạm lỗi. Ở lượt trận cuối cùng bảng F Euro 2024 rạng sáng nay, Bologna đã thua sốc Georgia với tỷ số là 0-2. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng không ngờ cho Georgia, đó là Kvaratskhelia và Mkhitaryan. Trong ngày mà Bologna bại trận đã xảy ra tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài và VAR. Cụ thể phút thứ 28, khi mà Bologna bị dẫn trước 0-1, Ronaldo đã bị kéo áo cho vào cấm. Trong nỗ lực truy cản Ronaldo, hậu vệ của Georgia đã kéo ngã ngôi sao quả đá rất rõ ràng. Tuy nhiên, cho tài chính người Thụy Sĩ, ông Scharrer đã không cho Bologna được hưởng penalty. VAR thậm chí cũng không vào cuộc ở tình huống này, bất chấp sự phản đối của cao thủ và ban luyện Bologna, đặc biệt là Ronaldo. Vì lỗi phàn nàn nên CR7 bị phạt thẻ vàng. Sau trận, huấn luyện viên Roberto Martinez cho biết, đáng lẽ ra CR phải được hưởng quả 11m ở tình huống Ronaldo bị kéo ngã trong vòng cấm. VAR không nhất quán, Ronaldo đã bị phạm lỗi và đó là một quả penalty, không còn nghi ngờ gì. Chúng tôi chịu hậu quả vì sự thiếu nhất quán của VAR. Dù bất bình vì tình huống này nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha thừa nhận Georgia đã chơi tốt, phòng ngự xuất sắc và xứng đáng với chiến thắng. Thất bại trước Georgia không ảnh hưởng đến vị thế của Bologna tại bảng F. Có cùng 6 điểm như đội xếp thứ 2 Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Bologna đứng đầu bảng vì hơn về hiệu số đối đầu. Tại vòng 1/8, Bologna sẽ chạm trán đội xếp thứ 3 ở bảng C, đó là Slovenia. Theo lịch, trận đấu sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 12 tháng 7 tại sân nhà của câu lạc bộ Frankfurt. Huấn luyện viên Bỉ đổ lỗi. Huấn luyện viên Tedesco đã đổ lỗi trận hòa bạc nhược trước Ukraine cho tình trạng giao thông chậm chạp khi di chuyển từ khách sạn tới sân vận động. Trận hòa Ukraine là đủ để Bỉ giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, Bỉ đã thể hiện rất kém cỏi trên mặt trận tấn công. Và sau trận đấu, huấn luyện viên Tedesco đã đưa ra một lời bào chữa rất kỳ lạ cho sự thiếu hiệu quả của cao thủ và chiến thuật của Bỉ trước Ukraine. Chúng tôi đến sân vận động trong hoàn cảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây. Phải mất đến 1 giờ đồng hồ để đi từ khách sạn đến sân vận động với sự hộ tống của cảnh sát. Đường hoàn toàn thông thoáng, nhưng họ giảm tốc độ xuống chỉ còn 20-25 km/h. Mọi đèn giao thông đều chuyển sang màu đỏ. Tôi chỉ có 2 phút cho màn nói chuyện chuẩn bị trước trận đấu và chúng tôi phải rút ngắn thời gian khởi động. Thật không thể tin nổi. Chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Tedesco cũng chỉ ra những yếu tố khác ảnh hưởng tới màn trình diễn của đội tuyển Bỉ. Tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi muộn 1 tiếng, nhưng trận đấu không được hoãn 15 phút. Có laser chiếu vào mắt chúng tôi. Có rất nhiều thứ xảy ra trong trận đấu đầu tiên và chúng tôi vẫn phải đi tiếp. Đó là lý do vì sao tôi rất tự hào về cao thủ. Đội tuyển Bỉ đã bị các cổ động viên láo sau trận. Chia sẻ về phản ứng này, huấn luyện viên Tedesco nói thêm: "Dĩ nhiên chúng tôi hơi ngạc nhiên. Với chúng tôi điều quan trọng là đi tiếp. Chúng tôi thua trận đầu tiên và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Ở trận đấu này nếu chúng tôi để thủng lưới một bàn là chúng tôi bị loại. Tôi không có thông điệp nào cho các cổ động viên ngoài việc chúng tôi cần họ." Bellingham chửi thề tại sân. Tiền vệ Jude Bellingham đã lẩm bẩm chửi thề sau một tình huống ở cuối hiệp 1 trận Anh gặp Slovenia rạng sáng ngày hôm trước. Thưa quý vị, Anh đã bị Slovenia cầm hòa không đều ở lượt cuối bảng C Euro 2024. Dù hòa nhưng Tam sư vẫn giành vé đi tiếp và khi về nhất bảng đấu này với 5 điểm.
Tuy nhiên, người hâm mộ rõ ràng là không thể vui được, thậm chí là vô cùng thất vọng khi chứng kiến lối chơi nhạt nhòa của đoàn quân Gareth Southgate. Không chỉ các cổ động viên, chính những cầu thủ của đội tuyển Anh cũng khó chấp nhận màn thể hiện của đội bóng, trong đó có ngôi sao Jude Bellingham. Đáng chú ý, cầu thủ 20 tuổi này thậm chí đã buột miệng chửi thề ngay giữa trận đấu. Cụ thể, ở cuối hiệp 1, Harry Kane tung ra cú sút xa khi Bellingham còn đang trong vòng cấm của Slovenia. Anh đã hưởng quả phạt góc, nhưng Kieran Trippier đã thực hiện hỏng. Sau đó, chuyên gia đọc cầu hình, đó là Jeremy Freeman, đã cho biết Bellingham đã lét lên hai lần. Này, đây đúng là một đường truyền chết tiệt. Tiền vệ của Real Madrid còn tiếp tục là: chuyện như vậy là quá chậm để khống chế. Chết tiệt. Như vậy rất có thể người bị Jude Bellingham công kích là Trippier. Tuy nhiên, Jude Bellingham không hướng mặt về phía hậu vệ này. Cựu sao Borussia Dortmund quay đi, vung tay rồi nói những lời rất khó nghe. Sau đó thì Joe Stone và McCurry đã phải đến để trận tính tiền vệ này. Sau đó Trippier đã bị thay ra bởi Trent Alexander-Arnold, nhưng đội tuyển Anh vẫn không thể tạo ra sự khác biệt. Chính Bellingham cũng đã chơi không tốt. Tiền vệ 20 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không một lần dứt điểm, tạo cơ hội, tắc bóng và giữ bóng thành công. Anh bị SofaScore chấm 64 điểm, thấp nhất trong 22 cầu thủ đá chính trên sân. Ở cả hai trận đấu trước, Jude Bellingham cũng chơi không quá ấn tượng, dù đã ghi bàn duy nhất giúp anh hạ xếp bi trong ngày ra quân. Nhiều chuyên gia nhận định Bellingham và Phil Foden đang dẫm chân nhau và khuyên huấn luyện viên Gareth Southgate nên loại một trong hai để lối chơi của đội tuyển Anh ở những trận đấu tới được trơn tru hơn. Kevin De Bruyne bị la ó dữ dội. Rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Bỉ đã la ó sau khi tiền vệ Kevin De Bruyne được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất ở trận hòa hòa cao thủ Ukraine. Lượt trận hạ màn bảng E đêm ngày hôm qua, Euro 2024 chứng kiến Bỉ và Ukraine hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này là vừa đủ để đội tuyển Bỉ giành vé tham dự vòng 1/8. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Tedesco chỉ xếp thứ hai bảng E nên phải gặp đội tuyển Pháp ở vòng 16 đội. Ở trận đấu nhạt nhòa không bàn thắng giữa Bỉ và Ukraine, ban kỹ thuật của UEFA đã quyết định trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Kevin De Bruyne. Theo thống kê, tiền vệ của Manchester City đã 89 lần chạm bóng ở trận đấu này, tạo ra 4 cơ hội, trong đó có một cơ hội rõ rệt nhưng không được các đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng. Sau trận đấu, De Bruyne đã được UEFA trao giải cầu thủ hay nhất trận. Khá bất ngờ khi ở thời điểm đó, rất nhiều cổ động viên của Bỉ đã lao ó và huýt sáo phản đối. Kevin De Bruyne cho vai trò đội trưởng đội tuyển Bỉ đã dự định cùng các đồng đội tiến tới các khán đài để cảm ơn các cổ động viên. Nhưng trước những tiếng lao ó dữ dội, anh lập tức yêu cầu các đồng đội đi vào trong đường hầm của sân vận động. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVF Vlogs.